Thành Hóa An Nhiên xin chào các bạn. Thành Hóa An Nhiên giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm trái cây sấy dẻo của Long Lâm Food. Dòng trái cây sấy dẻo này hiện đã khá phổ biến trên thị trường. Đây là cam sấy dẻo này, có các loại. Cam sấy dẻo 145g này. Chanh dây sấy dẻo này. Vỏ bưởi sấy dẻo 145, đấy cả vỏ bưởi sấy dẻo 200g này, bưởi sấy giòn này, vỏ bưởi sấy dẻo có nhiều loại nhá, có loại 145, 200g này, 50g, 85g, là chanh dây sấy giòn này, chanh dây sấy dẻo này, hầu như mình bán đầy đủ các mặt hàng của Long Lâm Food. Các bạn có thể tham khảo tại đường link bên dưới hoặc là vào website Bách Hóa An Nhiên. Rồi, xin cảm ơn.